À? Sao? Xây xẩm mặt mày rồi hả? Tôi nghe Quỳnh Nga nói ông đang bận vụ tài xế. Cũng thường thôi, nhưng vì chưa có kết quả khả quan. Ông về lâu chưa? Mới. Gọi cho ông liền nè. Có một tin rất hay muốn báo cho ông. Tin gì vậy? Tụi tôi chính thức rồi. Vậy hả? Chúc mừng ông nha. Cuối cùng cũng thành công. Đúng là ông trời không phụ người có tâm. Em ơi, cho ly sữa nha. Ông trời là một phần thôi, phần là mình giỏi nè, phải không? Vụ án ra sao rồi ông Toàn? Vẫn dậm chân tại chỗ, bám trụ gần tháng trời, không có động tĩnh gì hết. Không có chút manh mối nào sao? Dạ, em xin lỗi anh nha. Không sao, đây đây. Ủa, ông quen ba cô này à? Không quen rồi cũng thành quen. Muốn là được thôi. Hôm bữa tôi đi về, ghé vô coi thử ba cô nàng này đẹp tới cỡ nào. Nè, ông coi, lên hình còn đẹp hơn ở ngoài nhiều, hen. Gì đây anh Văn? À, một bàn tay ai đó thò vô. Quỳnh Nga thấy khả nghi, tính bữa nay gặp hỏi ông luôn. Căng thẳng như vậy. Ông chụp cái hình này khi nào? Ba hôm trước, khi tôi về nhà. Còn phải đi thêm một vài nơi nữa để chụp hình đưa tin, rồi mới rửa. Cho tôi mượn cái hình này nha. Có chuyện gì vậy Toàn? Nói sao hả? Tính tiền em ơi. Mọi người nghĩ sao? Rất khả nghi. Đúng vậy. Quán ba cô là quán sâu nhất so với các quán khác. Hơn nữa họ có thể hấp dẫn khách vô nhiều hơn. Nắm độc mà. Tôi nghĩ chúng ta nên xin lệnh khám nhà. Từ đó. Nhưng một bức hình này thôi, chưa thể nói lên điều gì hết. Bọn chúng có thể chối cãi. Giờ chốt được quán ba cô rồi, mình chỉ tập trung vô đó thôi. Chắc chắn sẽ tìm được kẻ hở của bọn chúng. Biết là xác nạn nhân bị xê dịch một cách khó khăn, vậy mà không nghĩ tới quán ba cô. Không phải anh từng nói họ kêu nghèo khổ, nhưng không có dáng vẻ của những người dân lao động bình thường đó sao? Đàn bà gì sao mà khiếp thiệt. Không hẳn, có thể họ bị ai đó sai khiến. Cái đó tính sao? Từ giờ phút này, lấy quán ba cô làm trọng tâm. Chúng ta phải lên kế hoạch hành động cụ thể để tìm ra kẻ hở của bọn chúng. Dạ chào anh. Anh đi một mình hả? Ừ. Anh vô đây ngồi đi. Ừ. Anh cứ tự nhiên. Em còn nhớ anh hả? Nhớ chứ. Anh còn nợ em một bữa mà. Anh kêu món đi, em chuẩn bị liền. Còn món giống bao món bữa trước không em? Lúc nào mà không có. Anh muốn gì mà không được. Vậy cho anh ba món đó, thêm chai bia nữa nha. À, có khuyến mãi nữa không vậy? Uống đi anh. Em mời anh nha. Anh muốn gì? Uống nhiều nha anh, ăn miếng mồi đi. Ừ, đúng rồi đó, làm sao mà tỉnh được. Nè,
Anh đi kiếm em. Thiệt không vậy? Thiệt. Lâu dữ. Em làm anh đợi muốn chết. Mấy anh á, chỉ giỏi nói không à. Thiếu vợ thì chết, chứ thiếu bồi bàn đâu có chết. Thì đang tính hỏi em nè. Ra dùng bữa đi anh, chuyện đó còn dài mà. Cha này có bộ lanh dữ ha. Nó khoái quá, theo luôn không biết chừng nữa nha. Con muốn theo cũng không được. Mấy anh coi. Toàn, em kiếm cả tuần mới ra đó. Ba ả ba họ, chị em gì mà kỳ vậy? Nguyễn Mỹ Dung, Trần Kim Ngôn, Đặng Bích Hạnh, Bến Tre, Bạc Liêu, thành phố. Ba ả ba quê quán, càng không thể là chị em họ được. Cùng ra đi từ thành phố, có học vấn, nói chung lý lịch sạch sẽ. Vậy cái gì dẫn họ tới chỗ phạm pháp? Tiền à? Chắc chắn rồi, tại anh Toàn không biết đó thôi. Vì theo như thông báo, số hàng của những tài xế mất tích thường có giá trị lên hàng trăm triệu, có khi là bạc tỷ. Không vì tiền thì là cái gì nữa chứ? Mối dây liên hệ đã có, giờ mình phải tìm cho ra chứng cứ. Tiếc quá, chút xíu nữa thì mình vô được trỏng. Anh cho rằng nạn nhân còn ở trỏng hả? Có thể lắm chứ. Em thì tin chắc. Tụi nó đưa nạn nhân đi rồi, xong vụ nào giải quyết vụ đó. Để lâu sợ bị động. Phải tới mới biết được. Toàn nghĩ ra cách gì rồi phải không? Mời hai anh chị vô quán. Anh chị đi mấy người vậy? Hai người. Tụi này cần chỗ kín đáo. Chỉ có bàn gần sân sau thôi, nhưng lại nằm ngay lối ra vào. Tụi này thích mà. Chị dùng gì? Cho đồ ăn lên nha. Món gì cũng được, miễn là phải ngon. Dạ.
Dạ chào anh chị. Dạ, thực đơn đây ạ. Anh chị cứ chọn, lát em quay lại liền. Dạ. Em gọi đi. Dạ mời anh chị tự nhiên nha. Này nè. Dạ mời anh chị vô à. À, đây rồi. Bắt quả tang nha, mày mã gà đồng nha. Anh còn chối nữa không? Hả? Buông ra. Trời ơi, còn bên con quỷ cái đó nữa hả? Thôi nghe. Cô tính làm loạn ở đây hả? Gì? Anh dối vợ gạt con đi với con nhỏ này. Mà còn lớn tiếng với tôi nữa hả? Em, xử nó cho chị. Mày gạt mặt nó cho tao. Nè, mày đánh ra. Mày nhảy vô đánh nó đi. Anh gạt tôi với con quỷ cái này mà nó là đi làm hả? Trời ơi, thôi mà. Bà con ơi, lên đây mà coi nè. Chuyện gì vậy? Con quỷ cái này mà nó lại nè. Mày ơi, đâu mà tỉnh tôi đi. Bỏ đi chị ơi. Quán xá gì mà chứa chấp cái loại lăng loàn này hả? Thôi mà, nè, nhà nói mà. Chị ăn nói cho cẩn thận nha. Hồn ào quá vậy. Em tránh ra. Tránh đi. Có cái gì mà làm ẩm ý vậy? Làm ăn buôn bán mà gì kỳ vậy? Có cái gì từ từ nói. Về nhà rồi nói. Có cái gì đâu em này. Buông ra đi. Trời, làm cái gì vậy? Bực mình quá. Như có chuyện gì đó. Thôi được rồi. Anh ơi. Thôi mà.